Hiếm có một chuỗi phim hành động nào có thể duy trì sự ổn định về chất lượng như Mission Impossible. Phần phim đầu tiên đã đặt ra một chuẩn mực cho thể loại hành động giật gân, để rồi về sau, những người hậu bối liên tục cải thiện và phát triển, mang lại cho khán giả trải nghiệm điện ảnh vừa cuốn hút, vừa căng thẳng mà khó tác phẩm nào có thể sánh kịp. Nhắc đến thành công của Nhiệm vụ Bất Khả Thi, không thể bỏ qua tài tử vạn người mê Tom Cruise. Mặc dù đã không còn trong độ tuổi phù hợp để tự mình đóng những cảnh hành động, anh vẫn không cho thấy dấu hiệu dừng lại. Và nhân vật trung tâm của chuỗi phim, đặc vụ IMF Ethan Hunt cũng là một người như vậy. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu tình huống sinh tử và phải chứng kiến những người đồng đội của mình từng người một ngã xuống, anh vẫn tiếp tục với nhiệm vụ. Không phải để bảo vệ chính phủ Hoa Kỳ, mà là để bảo vệ mạng sống của những người mà anh yêu quý. Vì vậy, trong video này, hãy cùng với phim theo chân đặc vụ Ethan Hunt thực hiện 6 nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm trong sự nghiệp lẫy lừng của anh nhé. Ethan Hunt là một trong những thành viên kỳ cựu của đội IMF, Impossible Mission Force, chuyên chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ được cho là bất khả thi đối với những đội đặc vụ thông thường, chẳng hạn như đột nhập vào cơ sở bảo mật cao, thu thập thông tin tình báo quan trọng, phá hủy dữ liệu hoặc thiết bị nguy hiểm và vô hiệu hóa kẻ địch khi cần thiết mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, đội IMF khác với những tổ chức tình báo khác ở chỗ, một khi mệnh lệnh đã được đưa ra, họ có thể làm bất kỳ điều gì để hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, nếu một thành viên trong nhóm bị bắt hoặc bị giết trong quá trình nằm vùng, Bộ trưởng IMF sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với những thành viên đó. Đội IMF của Ethan được dẫn dắt bởi đặc vụ lão làng James Jim Phelps. Sau nhiệm vụ ở Kiev, họ được điều đến Prague để ngăn chặn Alexander Kolitsyn, nội gián của tổ chức đánh cắp danh sách NOC, Non-Official Cover, của CIA. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhiệm vụ vẫn thất bại. Đội của Ethan vẫn bị kẻ địch phục kích, khiến cho từng thành viên lần lượt bỏ mạng. Ethan là thành viên duy nhất trốn thoát thành công. Thế nhưng, anh nhận ra một đội IMF khác cũng có mặt ở hiện trường và hiểu ra rằng toàn bộ nhiệm vụ này chỉ là một cái bẫy khổng lồ để tìm ra kẻ nội gián thật sự trong tổ chức. Kolitsyn cũng là một phần của kế hoạch đó. Tên nội gián bị tình nghi là đang cấu kết với một kẻ buôn bán vũ khí với mật danh là Max trong một kế hoạch có tên là Job 314. Và vì Ethan là người duy nhất còn sống, kết hợp với việc tài khoản ngân hàng của mẹ anh vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ, giám đốc IMF Eugene Kittredge cho rằng anh chính là nội gián. Ethan buộc phải trốn chạy và tìm ra danh tính của Max, kẻ chủ mưu thật sự. Sau khi trở về căn cứ ở Prague, anh nhận ra Job 314 không chỉ ám chỉ một công việc cụ thể, mà ám chỉ cuốn kinh thánh của Job, chương 3, dòng 14. Với sự trợ giúp của Claire, vợ của Phelps, anh tìm đến Max để cảnh báo rằng danh sách NOC mà bà nhận được là đồ giả có gắn máy định vị. Ethan lập thỏa thuận với 10 triệu đô sẽ mang cho bà danh sách đầy đủ, nhưng đổi lại Job phải có mặt ở nơi trao đổi. Để trộm được danh sách, Ethan đã phải tìm đến hai cựu đặc vụ IMF, hacker Luther Stickle và phi công Franz Krieger. Họ đột nhập vào trụ sở chính ở Langley, trộm lấy danh sách và bay thẳng đến London. Ethan tin tưởng Luther và giao cho anh chiếc đĩa chứa danh sách. Tối hôm đó, Ethan nhận ra rằng chú và mẹ ruột của anh đều đã bị bắt giữ để lùa anh ra. Sau một cuộc gọi đầy căng thẳng với giám đốc Kittredge, Ethan bất ngờ gặp lại Phelps, người trưởng nhóm tưởng như đã chết. Ông bảo rằng Kittredge mới thật sự là nội gián, thế nhưng Ethan lại nghĩ chính Phelps mới là nội gián. Ethan giả vờ tin tưởng Phelps và sắp xếp một cuộc trao đổi về Max trên chuyến tàu TGV đến Paris, trong khi bí mật mời Kittredge lên tàu. Trong khi Phelps đang hả hê về kế hoạch của mình, Ethan bí mật quay lại khoảnh khắc đó và gửi cho Kittredge. Claire cố gắng thuyết phục chồng mình thay đổi ý định nhưng lại bị ông giết hại. Phelps trèo lên nóc tàu để tẩu thoát bằng trực thăng cùng Krieger. Trên đường hầm, Ethan cho nổ tung chiếc trực thăng, giết chết cả Phelps và Krieger. Kittredge bắt giữ Max và thu hồi danh sách NOC từ Luther. Khi nói chuyện với Luther, Ethan chia sẻ rằng anh cảm thấy hơi ngần ngại về việc trở lại IMF. Trên chuyến bay về nhà, một nhân viên tiếp cận và ngỏ ý muốn anh tham gia vào một nhiệm vụ mới. Trong phần 2, Ethan Hunt trở lại một lần nữa với một nhiệm vụ mới. Tiến sĩ Vladimir Nekovich, một nhà di truyền sinh học, gửi một thông điệp tới IMF cho Ethan Hunt, một trong những người bạn cũ của ông, hiện đang có mật danh là Dimitri. Ông cảnh báo rằng công ty mà ông ấy đang làm việc, Biosci Pharmaceuticals, đang ép ông phải phát triển con virus mới tạo thành vũ khí sinh học để thu lợi từ việc bán thuốc chữa. Ông đã tự tiêm virus Chimera cho mình và mang theo thuốc chữa bệnh duy nhất Belofron trong một chiếc túi. Tuy nhiên, một cựu đặc vụ của IMF, Sean Ambrose, đã cải trang thành Dimitri, giết chết tiến sĩ Nekovich và bỏ trốn cùng Berofon. Chuyến du lịch của Ethan Hunt cũng chính vì thế mà bị xen ngang. Người chỉ huy kế hoạch lần này là đặc vụ Swanbeck. Ông giao cho anh nhiệm vụ lấy về cả con virus và liều thuốc giải độc. Ethan được tự do lựa chọn cộng sự của mình. Tuy nhiên, anh bắt buộc phải hợp tác cùng với Nayan Nordoff-Hall,
một siêu trộm đang hoạt động ở Seville, Tây Ban Nha, cũng là bạn gái cũ của Ambrose. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, khiến cho Ethan cảm thấy lo lắng khi phải gửi cô đến chỗ của Ambrose để thực hiện nhiệm vụ. Naya tìm đến căn biệt thự của Ambrose ở Sydney, Úc, cũng là nơi có phòng thí nghiệm của Bioside để nối lại tình cảm với Ambrose. Trong khi đó, Ethan triệu tập những thành viên khác, bao gồm hacker Luther, một gương mặt quen thuộc từ phần 1, và phi công Billy Bart để thẳng tiến đến Sydney. Ambrose đến gặp John McCloy, CEO của Bioside, để tống tiền và đe dọa ông phải hợp tác bằng cách cho xem những đoạn phim cho thấy cảnh virus Chimera từng bước ăn mòn cơ thể một đồng nghiệp của tiến sĩ Nikovic. Ngày hôm đó, Naya lấy trộm chiếc thẻ nhớ có chứa đoạn video từ Ambrose để đưa cho Ethan. Chimera là thứ virus cực kỳ nguy hiểm, đến mức nếu không được tiêm thuốc giải độc trong vòng 20 tiếng kể từ lúc bị lây nhiễm, nạn nhân sẽ cầm chắc cái chết. Mặc dù Naya đã làm rất kín, nhưng Ambrose vẫn để ý cái thẻ nhớ đã được đặt trong túi bên trái, nay đã ở túi bên phải. Hắn ngay lập tức đặt câu hỏi cho sự trở lại đầy bí ẩn của Naya. Nhóm của Ethan tìm đến John McCloy không lâu sau đó và phát hiện ra mẫu Barophone duy nhất hiện đang nằm trong tay của Ambrose. Còn đối với Ambrose, dù có trong tay liều thuốc giải, nhưng hắn lại không biết con virus ở đâu. Ethan lên kế hoạch đột nhập vào trụ sở của Bioside và phá hủy toàn bộ virus còn lại để phòng trừ hậu họa. Thế nhưng, Ambrose đã nhanh tay hơn. Hắn cải trang thành Ethan và lừa Naya khai ra toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Là một đặc vụ của IMF, Ambrose đã thừa sức đoán hết mọi đường đi nước bước của Ethan, từ việc anh sẽ đột nhập vào lúc nào, ở đâu và bằng cách nào. Ambrose gọi hội đợi sẵn ở phòng thí nghiệm chờ Ethan đến. Một cuộc đấu súng quyết liệt diễn ra giữa hai bên. Ethan tiêu hủy thành công hầu hết số virus, duy trừ một mẫu duy nhất. Để ngăn chặn không cho nó rơi vào tay của Ambrose, Naya đã tự nguyện tiêm nó vào chính mình và nhờ Ethan kết liễu cô. Trước khi bỏ trốn, Ethan hứa với Naya rằng trong vòng 20 tiếng nữa, bằng mọi giá, anh sẽ đem thuốc giải đến chỗ của cô. Ambrose muốn thả cô xuống một nơi đông người để phát tán con virus, đồng thời gây áp lực cho McCloy, khiến ông phải chuyển không chỉ số tiền ban đầu mà còn một nửa số cổ phiếu của Bioside. Thế nhưng, sự có mặt của Ethan lại không cho phép điều đó xảy ra. Anh xông thẳng vào giữa cuộc họp đánh cho cánh tay phải của Ambrose một trận túi bụi và đổi danh tính của cả hai để lừa Ambrose giết đàn em của mình. Trong lúc Ambrose đang mỉm cười ngạo nghễ trước chiến thắng, Ethan bỏ trốn, đem theo trộn thuốc giải còn lại. Trong lúc Ethan bị Ambrose và những người bạn truy đuổi, Luther và Billy xác định vị trí của Naya và kịp thời lên tiếng ngăn cản trước khi cô nhảy xuống vách đá tự vẫn. Một lúc sau, Ethan một tay hạ gục Ambrose và tiêm thuốc giải cho Naya ngay trước khi thời gian trôi hết. Nhiệm vụ thất bại, nhưng đối với Ethan thì không. IMF xóa sạch toàn bộ tiền án của Naya. Ethan cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ mà anh mong muốn với Naya ở Sydney. Sang đến phần thứ 3, Ethan Hunt lúc này đã cảm thấy thực sự chán nản với công việc trên tiền tuyến của IMF. Anh chỉ nhận công việc huấn luyện tân binh và sống một cuộc đời bình ổn với y tá Julia Mead, một người phụ nữ không biết gì về thân phận điệp viên của anh. Một hôm, anh bị tiếp cận bởi trợ lý giám đốc điều hành của IMF, John Musgrave. Ông có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho Ethan, đó là truy tìm và giải cứu một trong những cấp dưới của ông, Lindsay Ferris. Cô đã bị tên trùm buôn vũ khí Javian Owen bắt giữ trong quá trình thâm nhập và điều tra. Lần này, Ethan không cần tìm kiếm thành viên vì Musgrave đã chuẩn bị sẵn một đội dành cho anh, bao gồm phi công Declan Gormley, đặc vụ Genley và hacker Luther. Cả đội đến Berlin để giải cứu Lindsay và thu hồi hai chiếc laptop bị hư hỏng. Tưởng như nhiệm vụ đã thành công, thế nhưng Ethan đột nhiên phát hiện ra có kíp nổ được gài trong đầu của Lindsay. Ethan đã không thể vô hiệu hóa quả bom kịp thời và Lindsay đã bỏ mạng. Về đến trụ sở, Ethan và Musgrave bị giám đốc của IMF, Theodore Brassel, mắng thậm tệ vì đã làm việc cầu thả nên không những không thu hoạch được gì mà còn bị mất một đặc vụ. Sau đám tang của Lindsay, Ethan bất ngờ tìm thấy một tấm postcard mà Lindsay đã gửi cho anh trước khi bị bắt, bên trong của gắn microbot. Trong khi đang thảo luận về nó với Luther, Ethan nhận được cuộc gọi từ bên kỹ thuật. Dữ liệu từ hai chiếc laptop đã được khôi phục một phần. Javian sẽ đến thành Vatican để thu giữ một vũ khí sinh học nguy hiểm có tên là chân thỏ hay Rabbit's Foot. Ethan lập ra một kế hoạch kín để bắt giữ Javian. Thế nhưng, trước khi ra đi, anh muốn tổ chức một đám cưới khiêm tốn với hôn phu của mình, Julia Mead, ngay tại nhà nguyện của bệnh viện. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, cả nhóm xông vào nhà nguyện và tóm được Javian mà không gặp chút trở ngại nào. Thế nhưng, trước những lời tra khảo dồn dập của Ethan trên máy bay, hắn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Lúc trở về đất liền, nhóm của Ethan mới khai thác được dữ liệu từ trong microbot của Lindsay và rồi một bí mật động trời đã lộ ra. Theo suy đoán của cô, rất có thể Javian và giám đốc Brassel đang cấu kết với nhau. Khi Ethan hiểu ra sự việc thì đã quá muộn, toàn bộ thế giới xung quanh đã chìm trong biển lửa. Nhóm lính đánh thuê hộ tống Javian bỏ trốn, Ethan biết rằng Julia đang gặp nguy hiểm nên chạy ngay đến bệnh viện. Thế nhưng,
đến nơi thì cô đã biến mất từ lúc nào. Davian cho Ethan tối đa 48 tiếng đồng hồ để thu hồi chân thỏ. Đổi lại, hắn sẽ thả tự do cho Julia. Còn chưa kịp hành động, anh đã bị các đặc vụ IMF khác bao vây và bắt giữ để thẩm vấn. Musgrave bí mật hỗ trợ anh trốn thoát và tiết lộ rằng chân thỏ hiện đang ở Thượng Hải. Ethan nhanh chóng bay sang Thượng Hải để gặp những thành viên còn lại. Ethan đem chân thỏ về cho Davian, nhưng anh lại bị đánh thuốc mê và bị gài trong đầu loại kíp nổ đã được dùng lên Lindsay. Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy là vợ anh, Julia, đang nằm trong tầm bắn của Davian, còn anh thì bị trói chặt trên ghế. Cho dù Ethan đã quả quyết rằng anh đã mang hàng xịn đến cho hắn, nhưng Davian lại tỏ vẻ không tin. Hắn bắn chết Julia và quay lưng đi về. Đến lúc này, kẻ nội gián thật sự mới lộ diện, không ai khác ngoài trợ lý Musgrave. Ông ta trấn an Ethan rằng thực chất vợ của anh vẫn còn sống. Người phụ nữ đằng kia chỉ là kẻ đóng thế để Davian chút giận vì đã không thể bảo vệ ông tại Vatican. Màn kịch vừa rồi chỉ là để thử xem Ethan có thật sự mang hàng thật đến hay không. Ngay từ đầu, Musgrave đã hợp tác với Davian thu hồi chân thỏ, và đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để IMF thực hiện một cuộc tấn công tổng lực lên những tên khủng bố làm việc với Davian. Musgrave có thể đảm bảo sự an toàn của Ethan và vợ anh, nhưng đổi lại, anh phải cho ông ta biết nội dung dữ liệu trong microbot của Lindsay. Ethan đương nhiên từ chối lời đề nghị, đánh ngất Musgrave, lấy điện thoại của hắn để tìm ra tọa độ của Julia. Với sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật Benji, Ethan tìm được đến chỗ của Julia nhưng lại đụng độ với Davian. Mặc dù con thiết bị được gắn trong đầu anh sắp phát nổ, Ethan vẫn đủ sức để giết Davian, dạy Julia cách dùng súng tự vệ cũng như chế tạo máy sốc điện để vô hiệu hóa quả bom trong não của mình. Còn Julia, dù mới học cách bắn súng được 2 phút, đã giết được một đàn em của Davian và một đặc vụ cấp cao của IMF là John Musgrave. Sau khi tỉnh lại, Ethan cảm thấy không thể giấu được sự thật về công việc của mình nên đã kể cho cô mọi chuyện. Trở về căn cứ, giám đốc Brasso và những nhân viên khác chúc mừng anh với một nhiệm vụ nữa thành công. Ethan vẫn không thể dứt bỏ được công việc này, nhưng ít ra anh đã không cần phải giấu giếm sự thật khỏi vợ của mình nữa. Anh và Julia hứa rằng sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, ít nhất là cho đến khi phần 4 ra mắt. Trong phần 4, Ethan Hunt vẫn trở lại cùng với một nhiệm vụ bất khả tí mới, nhưng không phải là đối với anh. Một đặc vụ kỳ cựu của IMF, Trevor Hathaway, sau khi thu hồi mã phóng tên lửa hạt nhân ở Budapest, đã bị ám sát trên đường về. Tên sát thủ Sabine Morrow đã lấy trộm mã phóng tên lửa hạt nhân trên người anh để bán cho một kẻ có mật danh là Cobalt. Đặc vụ IMF Ethan Hunt hiện đang yên vị trong một nhà tù ở Moscow cùng với Bogdan, một tù nhân khác, vượt ngục với một chút sự trợ giúp từ bên ngoài. Đội của anh lần này bao gồm Handler của Hathaway, Jane Carter, bạn gái của Hathaway, và Benji Dunn, nhân viên kỹ thuật của phần phim trước, hiện đã được thăng cấp lên thành đặc vụ chính thức. Cả nhóm thâm nhập vào Điện Kremlin để kiếm thông tin thêm về Cobalt. Thế nhưng, Cobalt đã lường trước được toàn bộ đường đi nước bước của họ và bỏ trốn từ lâu. Hắn làm lộ vị trí của cả đội, rồi cho nổ tung một phần lớn của Điện Kremlin. Anh bị đặc vụ Anatoly Sidorov của cơ quan tình báo Nga bắt giữ vì tình nghi là thủ phạm đằng sau vụ đánh bom. Thuyết phục không thành, Ethan bỏ trốn và tìm đến thư ký của IMF, người hiện đang làm việc tại Moscow cùng với nhân viên phân tích William Brandt. Dựa trên miêu tả sơ bộ của Ethan, William cho rằng người mà anh đang muốn tìm là Kurt Hendricks, một chiến thuật gia thiên tài, IQ 190, từng làm việc cho lực lượng đặc nhiệm Thụy Điển, cũng là kẻ mang mật danh Cobalt đang muốn châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân giữa hai cường quốc là Mỹ và Nga. Ethan muốn giải thích cho chính phủ Nga hiểu, nhưng ngài thư ký can ngăn. Chính phủ Nga đinh ninh rằng quân Mỹ đã đánh bom Điện Kremlin, vậy nên dù có nói gì, họ cũng sẽ để ngoài tai. Vậy nên, dù đúng hay sai, lỗi cũng thuộc về IMF vì sự thiếu chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Để trốn tránh trách nhiệm, chính phủ Mỹ tiến hành chiến dịch bóng ma, cắt đứt toàn bộ quan hệ với tổ chức IMF. Ngài thư ký giao cho Ethan nhiệm vụ cuối cùng là ngăn chặn Cobalt. Thế nhưng, chưa kịp dứt lời thì chiếc xe sóc mạnh, kéo theo là tiếng súng nổ. Ngài thư ký và người tài xế chết tại chỗ, nhưng William và Ethan đã trốn thành công đến một căn cứ nhỏ của IMF trong một ga tàu gần đó. Trong xe, anh giải thích lại mọi chuyện cho Jane và Benji. Cả nhóm lên kế hoạch thâm nhập vào khách sạn Burj Khalifa ở Dubai, nơi diễn ra cuộc trao đổi giữa cánh tay phải của Hendricks, Marius Wistrom và Sabine Morrow. Đi cùng Wistrom là Leonid Lesinger, một chuyên gia về mật mã để xác nhận sự chính xác của đoạn mã. Nhóm của Ethan muốn sử dụng hai cuộc họp giả diễn ra cùng một lúc. Ethan và Brent sẽ thế chỗ Wistrom và Lesinger để mua đoạn mã từ tay Morrow, trong khi Jane sẽ giả là Morrow để đưa đoạn mã thật cho Wistrom và Lesinger. Đồng vị phóng xạ trên mảnh giấy sẽ giúp cả nhóm truy ra vị trí của Wistrom sau cuộc trao đổi. Sau cuộc giao dịch, Wistrom bắn chết Lesinger, trong khi Morrow cố trốn thoát vì biết cuộc giao dịch là một cái bẫy. Jane chặn đường Morrow
và đá bay cô ta ra ngoài cửa sổ. Ethan đuổi theo Wistrom để lấy lại đoạn mã, rồi nhận ra rằng thực ra đó chỉ là Hendrix cải trang. Hendrix trốn thoát thành công với đoạn mã. Trở về căn cứ, Brent trách móc Jane vì hành động theo cảm tính, mà giờ đây cả nhóm mất đi đầu mối quan trọng nhất. Thế nhưng, Ethan lại trách móc Brent vì giữ bí mật về khả năng của anh với cả nhóm. Sau khi Ethan rời đi, Brent chia sẻ với Benji và Jane về quá khứ của anh. Anh, giống Ethan, cũng từng là một đặc vụ hoạt động ở tiền tuyến. Trong nhiệm vụ cuối cùng của mình, đội của anh được phân công bảo vệ Julia Mead Hunt, vợ của Ethan Hunt. Thế nhưng, do bất cẩn, anh đã gây ra cái chết của Julia. Kể từ đó, anh bỏ hẳn công việc đặc vụ, trở thành một nhân viên phân tích cho ngài thư ký. Trong khi đó, Ethan tìm đến người bạn tù cũ, Bogdan, để nhờ anh đưa đến chỗ Fork một chùm buôn vũ khí. Tại đây, anh phát hiện ra Hendrix đang mua một vệ tinh quân sự lỗi thời của Liên Xô từ tỷ phú ngành viễn thông Ấn Độ Bridgenath để dùng làm thiết bị trung gian để gửi đoạn mã. Sau đó, đặc vụ Sidorov cũng tìm đến để hỏi điều tương tự. Fork cũng cung cấp thông tin chính xác, nhưng đổi lại, toàn bộ tiền án của hắn đã bị xóa sạch. Nhóm của Ethan di chuyển đến dinh thự Bridgenath ở Mumbai. Jane quyến rũ Nath và dụ hắn vào phòng ngủ để lấy mã ghi đè của vệ tinh. Xong nhiệm vụ, cả nhóm theo chân Hendrix và Wistrom đến trạm phát sóng của Nath để ngăn không cho đoạn mã đó được gửi đi. Hendrix gửi thông báo phóng tên lửa đến một tàu ngầm của Nga, mục tiêu là San Francisco, trong khi Wistrom vô hiệu hóa hệ thống bảo mật. Jane, Brandt và Benji cùng nhau hợp sức để hạ gục Wistrom và sửa chữa lại hệ thống. Trong khi đó, Ethan đuổi theo Hendrix nhưng hắn đã không may ngã chết. Ethan thu hồi thiết bị phóng từ tay của hắn và vô hiệu hóa của tên lửa. Nhóm của Sidorov theo chân Ethan từ dinh thự của Nath đến tận trạm thu sóng, chỉ để nhận ra Ethan đã cố tình để lại đầu mối cho bọn họ bám theo. Anh không chỉ muốn ngăn chặn Hendrix mà còn muốn minh an cho tổ chức IMF sau cuộc đánh bom ở Điện Kremlin. Trở về Seattle, Ethan triệu tập cả nhóm lên đường làm một nhiệm vụ mới. Brent thú nhận với Ethan về sai lầm của mình trong quá khứ, nhưng Ethan lại tiết lộ rằng cái chết của Julia thực chất chỉ là giản dựng. Ethan bắt buộc phải làm giả cái chết của Julia để giữ an toàn cho cô, vì đó là nhiệm vụ của anh. Brent mỉm cười, nhặt chiếc điện thoại lên để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Phía bên kia bến cảng, Julia nhìn thấy Ethan. Cả hai chỉ kịp trao nhau một nụ cười ấm áp trước khi Ethan biến mất vào trong làn khói. Phần phim thứ 5 lấy bối cảnh ngay sau phần 4, khi Ethan được miêu tả về nhiệm vụ của anh trước khi biến vào trong làn khói. Mục tiêu tiếp theo của anh là phá tan tổ chức ngầm Syndicate, bao gồm những thành viên đều được cho là đã biến mất khỏi thế giới này. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã thu hồi thành công một lượng lớn khí độc mà tổ chức Syndicate đang muốn vận chuyển. Vừa trở về từ nhiệm vụ, mô tả về nhiệm vụ tiếp theo của Ethan hóa ra lại là một thông điệp trực tiếp từ tổ chức Syndicate. Căn phòng anh đang ở bỗng nhiên tràn ngập khí ga và rồi mọi thứ mở dần. Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi là cảnh một gã đàn ông tóc vàng đeo kính bắn chết nhân viên trực tại sở. Chuyển cảnh đến Washington, người điều hành hiện tại của CIA, ông Alan Hanley, có ý muốn giải thể tổ chức IMF để sáp nhập vào CIA vì cho rằng phương thức làm việc của họ chẳng mấy chốc sẽ lại gây ra thảm họa như những gì thế giới đã chứng kiến ở Nga. Đặc vụ Brands không đồng tình với điều đó và cho rằng phương thức làm việc của IMF đã nhiều lần ngăn chặn những sự kiện đẫm máu trên toàn thế giới. Thế nhưng, Ủy ban Thượng viện vẫn nhất trí về việc tạm ngưng vô thời hạn những hoạt động của tổ chức IMF. Những thành viên còn lại ở Washington, trong đó có Brent và Benji, buộc phải làm việc với CIA để truy tìm những thành viên còn lại, đặc biệt là Ethan Hunt. Trở lại với Ethan Hunt, sau khi tỉnh dậy, nhờ có sự giúp đỡ của một người phụ nữ bí ẩn, anh trốn thoát khỏi căn phòng tra tấn của Yannick Winter. Hắn từng là một đặc vụ của CSS, hay Committee for State Security, có mật danh là Bác sĩ Xương, Bone Doctor, và được cho là đã chết 3 năm trước. Vậy là Ethan đã đúng, tổ chức Syndicate thực sự có tồn tại. Sau khi trốn thoát và liên lạc với đặc vụ William Brent, anh biết rằng mình đã buộc phải lẩn trốn một thời gian để né tránh sự dòm nhó của CIA. 6 tháng sau, Ethan tuồn thông tin về Syndicate cho Benji nhờ anh đến một nhà hát opera ở Viên để tìm kiếm gã đàn ông tóc vàng. Thế nhưng, nhân vật mà hai người tìm thấy không phải là gã đàn ông tóc vàng mà là một đặc vụ MI6 nằm vùng có tên là Ilsa Faust. Bọn họ đã ngăn chặn thành công kế hoạch ám sát thủ tướng nước Áo, nhưng ông vẫn bỏ mạng trong một chiếc xe có gắn bom. Ethan và Benji buộc phải để Faust lại để bảo vệ vỏ bọc của cô ấy. Thông tin về cái chết của thủ tướng nước Áo gây chấn động toàn bộ thế giới. Hanley quả quyết rằng Ethan chính là thủ phạm vì không thể nào trùng hợp đến mức anh có thể có mặt ở Áo 6 tiếng ngay trước khi ngài thủ tướng bị sát hại. Toàn bộ lực lượng của CIA được huy động để truy tìm, bắt giữ và tiêu diệt Ethan Hunt nếu cần thiết.
Brent bất đắc dĩ phải tìm đến hacker Luther để nhờ ông xác định vị trí của Ethan trước khi CIA tìm ra. Lần theo dấu vết mà Ilsa để lại trong thỏi son, Ethan và Benji tìm đến cô ở Casablanca. Tại đây, Ilsa cho họ biết thêm nhiều điều về gã đàn ông tóc vàng. Tên của hắn là Solomon Lane, một cựu đặc vụ của MI6. Toàn bộ thông tin về thành viên tổ chức và những mối làm ăn của hắn đã bị một đặc vụ sao chép lại vào trong một chiếc máy tính nằm ở một trụ sở với độ bảo mật cực kỳ cao, và Ilsa là người được phân công đi lấy nó. Ba người cùng nhau hợp tác để đánh cắp dữ liệu từ chiếc máy tính. Thế nhưng, sau khi kế hoạch thành công, Ilsa đã bỏ trốn cùng với dữ liệu. Tưởng như đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng chỉ huy Atlee vẫn muốn cô tiếp tục nhiệm vụ nằm vùng để lấy thêm sự tin tưởng của Lane. Luther và Brent lúc này đã tìm thấy Ethan và Benji. May mắn là Benji đã nhanh trí sao lại dữ liệu vào một chiếc USB khác. Luther kiểm tra dữ liệu bên trong chiếc USB, nhưng nó đã được bảo mật cao đến mức ông cũng không thể mở ra được. Để mở khóa, phải cần đến dữ liệu sinh trắc học của Thủ tướng Anh. Biết rằng Lane sẽ muốn mở khóa dữ liệu bên trong bằng mọi giá, Brent muốn cảnh báo chính phủ nước Anh về mối nguy sắp đến. Tuy nhiên, Ethan hiểu rõ rằng làm như vậy là đang rơi vào bẫy của Lane, nên anh muốn thực hiện nhiệm vụ trong bí mật, tìm kiếm và triệt hạ Lane một mình. Dù có bất đồng ý kiến, nhưng cả nhóm vẫn nhất trí rằng phải đến London ngay lập tức để gặp lại Ilsa. Tuy nhiên, giữa cuộc gặp mặt, Benji bị người của Lane bắt cóc. Hắn cho Ethan hạn đến nửa đêm, phải mở khóa được dữ liệu bên trong chiếc USB và giao nó cho hắn. Brent phản đối nhiệm vụ này, nhưng Ethan lại thấy đây là cơ hội của bọn họ. Vài phút sau, Hanley nhận được cuộc gọi từ Brent, nói rằng anh hiện đang ở London cùng với Ethan Hunt và hẹn ông trước phủ thủ tướng. Tối hôm đó, tại Oxford, Hanley, Brent và Atlee cùng có mặt trong phòng thủ tướng. Bên ngoài là lực lượng hùng hậu của cả CIA và MI6. Thủ tướng thú nhận rằng bản thân ông đã từng nghe qua về dự án Syndicate. Đó là một dự án tối mật được đề đạt bởi Atlee. Bọn họ sẽ chiêu mộ những cựu đặc vụ và nhân viên tình báo từ những quốc gia khác để phục vụ cho tổ chức. Và trong chiếc USB đó là khoản phí vận hành nhiều đến mức có thể duy trì hoạt động của Syndicate trong hàng chục năm. Ngài Thủ tướng sẽ nghiễm nhiên nắm trong tay quyền lực tối cao mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu chẳng may có đặc vụ thất bại khi làm nhiệm vụ. Tất nhiên, ngài đã từ chối nó và ra lệnh hủy bỏ dự án ngay lập tức. Và sau đó là một pha plot twist to đùng. Atlee mà ngài Thủ tướng đang nói chuyện từ nãy đến giờ thực chất là Ethan Hunt đóng giả. Sau khi dàn xếp mọi việc xong xuôi, Ethan và Brent nhường hết chiến công cho Atlee rồi cùng nhau đem USB đến địa điểm gặp mặt. Đến nơi trao đổi, Ethan thấy Benji quấn trên người là một quả bom và Ilsa với khẩu súng trong túi sách. Ethan nói với Lane rằng anh đã phá hủy chiếc USB, nhưng anh cũng đã nhớ hết toàn bộ những tài khoản ngân hàng có chứa tổng cộng 2,4 tỷ bảng Anh. Nếu bây giờ quả bom phát nổ thì Lane cũng sẽ trắng tay. Dưới áp lực thời gian, Lane đành phải bất đắc dĩ vô hiệu hóa quả bom. Benji trốn thoát, còn Ilsa và Ethan ở lại để đến chỗ của Lane. Ilsa lừa Winter vào trong chỗ tối và đâm chết hắn. Còn Ethan thì truy đuổi Lane đến tận tháp đồng hồ rồi nhốt hắn trong lồng kính chứa đầy khí gây mê, giống cái cách mà Lane đã làm với anh ở đầu phim. Hanley cảm thấy ấn tượng ra mặt với chiến thắng vang dội của đội. Không lâu sau, ông đã lên tiếng đề nghị Ủy ban Thượng viện khôi phục lại tổ chức IMF, giải thích rằng những hành động của ông 6 tháng trước chỉ là một màn kịch để giúp đội của Ethan phá tan tổ chức Syndicate. Theo lệnh của Ủy ban, IMF trở lại và Hanley trở thành thư ký mới. Phần 6 lấy bối cảnh 2 năm sau ngày Solomon Lane nằm trong lồng kính. Một số tàn dư của tổ chức Syndicate đã tập hợp lại để thành lập một tổ chức khủng bố mới có tên là The Apostles hay Tông Đồ, gây nhiễu loạn khắp thế giới. Bọn chúng được một kẻ theo chủ nghĩa cực đoan có tên là John Locke thuê về để chiếm đoạt 3 lõi plutonium, nguyên liệu chìa khóa để chế tạo bom hạt nhân. Nhiệm vụ lần này của Ethan Hunt nghe thì khá đơn giản, nhưng cũng phải nói là bất khả thi. Đó là lấy lại 3 lõi plutonium trước khi chúng đến tay của John Locke. Ethan triệu tập hai người bạn cũ là Benji và Luther để đi theo mình đến Berlin mua lại 3 lõi plutonium. Thế nhưng, nhiệm vụ bị cắt ngang, Luther bị nhóm Apostle bắt làm con tin. Ethan không còn cách nào khác, đành để cho nhóm Apostle lấy đi số plutonium đó. Ngày hôm sau, ba người bắt giữ tiến sĩ Niels de Broek, kẻ đã chế tạo ra 3 quả bom cho Locke, và lừa lão ta khai ra mật khẩu chiếc điện thoại mà lão dùng để liên lạc với Locke. Hành động giải cứu Luther ngày hôm đó đã gây ra một trở ngại không nhỏ cho những hoạt động kế tiếp của IMF. Người điều hành CIA, bà Erica Sloan, cảm thấy không thể tin tưởng giao phó mọi chuyện cho IMF nên đã cử người giỏi nhất của bà, đặc vụ August Walker đi cùng. Hai người thâm nhập vào một hộp đêm ở Paris, nơi mà John Locke sẽ mua 3 lõi plutonium từ tay nhóm Apostle, và người trung gian là Alana Misopolis, con gái của chùm buôn vũ khí Max Misopolis. Bọn họ theo đuôi một kẻ rất có khả năng là Locke. Sau một hồi đánh lộn, hắn đã bị đặc vụ MI6 Ilsa Faust bắn chết để cứu mạng Ethan.
vì không thể giả dạng hắn bằng mặt nạ, Ethan đích thân đến chỗ Alana để tiến hành trao đổi. Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt ngang, buộc Ethan phải đưa cô đến nơi an toàn. Để đổi lấy plutonium, Alana cho Ethan một nhiệm vụ mới, đó là tìm Solomon Lane và đem hắn về cho cô. Alana đặt cọc trước một lõi plutonium, hai lõi còn lại sẽ về tay của Ethan sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ. Ethan và Walker nhận trách nhiệm đánh lạc hướng cảnh sát và người của Metropolis, trong khi Benji và Luther lén lút đưa lên ra ngoài. Alana sau đó nhờ anh đưa lên đến London để tiện trao đổi. Tại căn cứ ở London, nhóm của Ethan và giám đốc Hanley dựng lên một màn kịch nho nhỏ để tìm ra kẻ phản bội. Và quả đúng như dự đoán, John Lark đã lộ diện, không ai khác ngoài August Walker. Hanley báo lại với Sloan, nhưng bà đột ngột hủy bỏ thỏa thuận giữa hai người và ra lệnh bắt giữ tất cả. Thế nhưng, Lark đã lường trước được tình huống này ngay từ đầu, vậy nên hắn đã cho người của Apostle lèn vào trong hàng ngũ của CIA từ trước. Walker bỏ trốn sau khi đâm chết thư ký Hanley. Trước khi bỏ trốn bằng trực thăng, Walker vẫn không quên để lại lời dọa: nếu không muốn Julia gặp nguy hiểm thì đừng cản đường hắn. Cả đội bây giờ chỉ còn lại 4 người: Ethan, Benji, Ilsa và Luther. Họ lần lượt theo Walker đến một trạm y tế kế bên sông băng Siachen. Ilsa đã nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất. Rất có khả năng hắn sẽ cho nổ bom ngay tại trạm y tế này. Nguồn nước ở đây sẽ bị ô nhiễm nặng và chất độc theo dòng nước sẽ chảy đến 3 quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan, và rồi từ đó dẫn đến cái chết của hơn 1/3 dân số thế giới. Tồi tệ hơn nữa, những quả bom đều được kết nối với nhau. Nếu cố gắng phá một quả thì những quả còn lại sẽ tự động được kích hoạt. Tại trạm y tế, Ethan vô tình gặp Julia, giờ đây đang sống hạnh phúc bên cạnh người chồng mới Eric. Ethan chỉ kịp ôm vợ cũ của mình trong tích tắc trước khi quay trở lại với nhiệm vụ. Từ xa nhìn xuống là Lane và Walker. Lane đặt giờ 15 phút cho mỗi quả bom và đưa kíp nổ cho Walker. Nhóm Ethan đã tìm thấy một quả. Ilsa và Benji lần lượt tìm thấy hai quả bom còn lại, nhưng Ilsa đã bị Lane phục kích và đánh nhất. Benji tìm đến chỗ Ilsa và cùng cô hạ gục Lane. Trong khi đó, Ethan đuổi theo Walker để giành lại ngòi nổ, thứ duy nhất có thể vô hiệu hóa quả bom. Sau một màn đấu tay đôi trên vách đá, Ethan đào Walker bay xuống vực cùng chiếc trực thăng bốc cháy. Quả bom được vô hiệu hóa kịp thời. Ethan, do bị thương quá nặng, đã ngất đi. Khi tỉnh lại, anh đang ở trong trạm y tế, bên cạnh là Julia và Eric. Eric có vẻ hiểu chuyện nên cho Julia một vài phút riêng tư với Ethan. Mặc dù Ethan không thể cho Julia cuộc sống mà cô mong muốn, anh vẫn luôn làm tất cả những gì mình có thể để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Chờ đợi bên ngoài là Sloan và những thành viên khác trong đội của Ethan. Theo thỏa thuận, Sloan sẽ trao trả Solomon Lane cho MI6 thông qua một người trung gian là Alana. Sloan cũng nhận ra vì sao thế giới này cần đến IMF, vì nó cần những người như Ethan. Đó là những người coi trọng một sinh mạng, không kém gì hàng triệu sinh mạng khác. Đó cũng là thông điệp khép lại phần phim thứ 6, tạm thời cũng là dấu chấm hết cho câu chuyện về đặc vụ Ethan Hunt. Đó là cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, hãng phim Paramount bất ngờ tung ra trailer chính thức cho phần phim thứ 7, Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1. Lần này, Ethan Hunt và đội của anh sẽ phải truy lùng một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, đến mức đe dọa đến sự tồn vong của loài người. Một ai đó, hoặc một thế lực nào đó từ quá khứ sẽ trở lại đeo bám Ethan. Đối diện với nguy hiểm cận kề, Ethan rồi sẽ phải đưa ra lựa chọn. Liệu anh sẽ đặt nhiệm vụ lên trên hết hay là tình mạng của những người mà anh yêu thương? Rất có thể để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Ethan sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Và đó là hành trình đầy gian truân của đặc vụ IMF Ethan Hunt. Sau hơn 5 năm chờ đợi, cuối cùng khán giả đã được thấy anh trở lại với một nhiệm vụ mới. Với sự trở lại của nhiều người đồng đội cũ, kèm theo đó là một vài gương mặt mới. Để biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, các bạn hãy đón xem ở ngoài rạp nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.